thấy thấy làm sao cô này, cô này có phải là cô này, cô có phải là cô đang bị ma nhập không? Đang nói chuyện với thầy là muốn nhờ thầy xem cho Hoàng Thị Liên này là coi như là cô ấy đi ngày xưa coi như là 12 năm bên Đài Loan. Bây giờ cái sức khỏe thì khỏe mạnh thế nhưng mà cái kiểu cứ linh tinh thì nhờ thầy xem là cái thứ nhất là cái gia đình này xem là có vấn đề gì không, với lại cái thứ hai là coi như là xem có thể là ma tà gì nhập chất gì thơ không nhờ thầy. Vâng. Bạn này là bạn ấy đã nhà Bắc Giang này, bạn đã từng ngày đi Đài Loan này, nói chuyện bình thường. Cách đây 3 năm về nước thì giọng nói khó nghe khi đi khám bệnh. Khám thì không ra bệnh, đang nghi có người âm của Đài Loan nhập vào. Đấy. Và bị nhập vào 3 tháng rồi và thầy thấy đang lẩm bẩm nói chuyện với thầy cái kìa. Bạn này á là bạn có hai cái sao Hỏa Linh đồng cung làm cung thiên di, người ta gọi là bị hở luôn xa. Những người hở luôn xa dễ bị người âm theo lắm. Thưa thầy, thầy nói to một tí ạ, nghe khó quá. Thầy nói rất rõ, rất to, chẳng qua là cái mic của mình nó hơi kém đấy. Khó nghe lắm. Được, nhưng là bạn này có tiền duyên theo này, bạn bị hở luôn xa nữa. Đấy, nên là người ta cứ theo bạn ấy, một cái linh hồn nam ấy theo bạn ấy, cứ nhập vào bạn ấy, thích bạn ấy lắm. Dạ. Thế là ở bên đài là có người có vong theo ở hay thế nào ạ? Có người âm thích bạn ấy lắm. Nên là giải cái người âm nam theo bạn đi là một, đóng luôn xa cho bạn là hai nhá. Đúng rồi, một cái vòng nam theo. Thầy xem như thế nào thì thầy nói rõ để biết thôi. Bạn này có một cái vòng nam theo bạn thì giải cho bạn ấy là một, với đóng luôn xa cho bạn là hai, nhớ chưa? Đó. Đóng cái gì ạ? Đóng luôn xa, nghĩa là bạn bị hở luôn xa ấy. Đóng cái đầu bạn lại cho người ta đừng nhập nữa, giống như cái cửa sổ linh hồn của bạn nó bị hở. Nên là người âm vào người bạn ấy dễ quá, nên là đóng lại cho người ta đừng nhập vào bạn ấy nữa. Thì có hai việc đó nhá. Giải vòng nam và đóng luôn xa cho bạn ấy nhá. Bây giờ ra gặp trợ lý của thầy đăng ký rồi thầy giải cho. Giờ ra gọi trợ lý đăng ký giải vòng nam là cộng với hai là đóng luôn xa cho bạn ấy nhá. Chỉ hai cái đó thôi. Còn sau này mà muốn làm ăn tốt, muốn giữ được tiền tài thì di cho thầy cái sao đại hao nữa là ba thứ. Là bây giờ như này là cô nhà cháu là bây giờ là đang có một cái vong nam theo. Vong nam Đài Loan theo, giải cho bạn cái vong nam Đài Loan đấy. Và đóng luôn xa cho bạn ấy, cho người âm người ta đừng mượn ghế của bạn ấy nữa nhá. Có nghĩa là bây giờ là người ta đang mượn ghế của cô đấy để người ta nói chuyện đấy ạ. Đúng thế, đang nói chuyện thầy này. Đúng không Phong Nam? Vâng. Thế à, đang nổi đi, đấy. Thế là cô làm mặt đi là, thế à, thế đồng nổi luôn. Thế à, cái gì đấy là cô rủ lên đây, thế à. Có mình rủ lên, cô thì cũng muốn thế nào, đây người ta cứ nổi thế à. Bố Tùng. Bố Tùng. Thầy làm sao được nghe được em nói câu như thế nhỉ? Nghe trật tự để nghe thầy dạy cho mình thế nào, hiểu lắm được. Thôi thầy hiểu rồi, biết rồi, biết bệnh của bạn rồi. Ra đăng ký với trợ lý của thầy cho thầy giải cho nhá. Ra ngoài Hà Nội để thầy giải cho hả, đúng không? Không. Thầy ở thế thế nào? Không cần, online được rồi, thầy giải qua điện thoại cho. Được. Có nghĩa là bây giờ là đăng ký với trợ lý của thầy, xong là bạn đấy sẽ đăng ký qua thầy thì thầy giải online cho ạ. Thế nhá. Thì cứ đăng ký với cái bạn Minh nhà, bạn liên lạc trực tiếp với ở thầy. Đúng thế nhá. Rồi bây giờ ra đăng ký với các bạn trợ lý thầy, giờ thầy giải cho. Thưa thầy, tôi muốn hỏi lại một câu là coi như là thế bây giờ làm như thế thì cái làm như thế nào hay trợ là, lý của thầy sẽ hướng dẫn cho, liên hệ với bạn Minh gì đó bạn sẽ hướng dẫn cho. Thì như thế nào ạ? Trợ lý của thầy sẽ hướng dẫn chi tiết cho nhá.
À được rồi, được rồi, được rồi. Ok. Rồi bây giờ ra gặp. Cái vấn đề, thưa thầy, vấn đề như thế thì bây giờ ra gặp nhà em nó thì coi như là mồ mả hay là gia đình hay là anh em người khác thì coi như có cái gì ảnh hưởng không ạ? Không ảnh hưởng gì cả, chỉ có hai cái nguyên nhân đấy thôi. Thầy không nói nữa, ra gặp trợ lý của thầy hướng dẫn cho thầy giải. Vâng. Giải cho khỏi liền. Cảm ơn thầy nhá. Rồi xin chào. Vâng. Rồi, ok. Vậy chỉ